Xin chào các bé. Các bé ơi, hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu về các con vật nhé. Đây là con kền kền. Đây là con kền kền. Con kền kền. Đây là con quạ. Đây là con quạ. Con quạ. Đây là con vẹt. Đây là con vẹt. Con vẹt. Đây là con vịt. Đây là con vịt. Con vịt. Đây là con chim bồ câu. Đây là con chim bồ câu. Con chim bồ câu. Đây là con chim hải âu. Đây là con chim hải âu. Chim hải âu. Đây là con chim cánh cụt. Đây là con chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Đây là con mòng biển. Đây là con mòng biển. Mòng biển. Đây là con chim. Đây là con chim. Con chim. Đây là con thiên nga đen. Đây là con thiên nga đen. Thiên nga đen. Đây là con thiên nga trắng. Đây là con thiên nga trắng. Thiên nga trắng.
Đây là con ngỗng. Đây là con ngỗng. Con ngỗng. Con ngỗng này đang ấp trứng của nó. Bốn. Năm. Năm. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Sáu. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Bảy. Một. Hai. Ba.